chào quý vị và các bạn. Đây là bộ âm ly giải mã của Yamaha 1300. Test lại trước khi lên đường cho bác khách hàng ở Quốc Oai, Hà Nội. Rất rõ ràng và chi tiết, sản phẩm trước khi xuất đi đều có kiểm tra rất kỹ. Con âm ly này có nút vặn chỉnh bát chép bằng cơ rất tiện. Đặc trưng của cái dòng Yamaha này là tiếng bát đánh rất êm. Những con âm ly số của Yamaha khủng này bát đánh êm lắm. AB, A cộng B. Ở đây đang chạy tín hiệu vào đường quang DVD. Các bác muốn nặng bát hơn thì bấm vào chế độ bát extension. Đây là đường vào âm thanh analog hoặc là đường quang. Đây đang cùng một cái tín hiệu thì chia ra làm hai. Một cái là analog cắm vào CD, còn DVD đang cắm đường quang. Khi chạy đường quang anh em nhìn này, chạy đường quang nó sẽ hiện chữ PCM. Đây là cách để nhận biết. Âm ly có cái thiết kế đẹp, cứng cáp và trông dày dặn đô con. Cảm giác đằng sau này các bạn có thể tham khảo. Đường quang vào lỗ số 5, analog và CD. Thông số con này khỏe. Đúng. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Điện 100V.